Buồn vui đời quân ngủ Tác giả Trần Xuân Tinh Nhân dịp nghe lại bản nhạc Người nhái hành khúc có câu Liên đoàn người nhái như những bầy ma chơi Tay chiếc dầm bơi và tay mang súng thép Khi tấn công như sóng thần dân bờ Dù một người nhái cũng gây xáo trộn mật khu xâm lăng giật mình, tôi thấy mới đó mà đã 37 năm rồi. Với tuổi đời hơn ngũ tuần, tuổi của tri thiên mình, dĩ vãng như vờn lại trong tâm khảm để viết lên những dòng chữ mà thời gian và không gian tuy xa cách nhưng vẫn còn in giống. Sinh trưởng trong một gia đình với 13 anh em làm con trưởng được sự nuông chiều và nhiều kỳ vọng của ba má tôi đã cho tôi trong thời gian còn thơ ấu vào tuổi ba hoặc bốn tôi không còn nhớ rõ khi ba tôi còn đang tại ngũ ở đông hà nhiều lần tôi đã được quân đội pháp trong những chuyến bay thám thính được họ cho tôi cùng đi với họ và rồi cũng nhiều lần trốn với má và các em tôi ở dưới hầm khi nghe được Việt Minh đi ngang. Bà tôi đã kể lại cho tôi sau này khi tôi có đủ sự hiểu biết. Đó là những lần mở đường cho đơn vị. Được nội trú tại trường Bình Linh, Pellerin, Huế. Sau đó nội trú tại dòng Thánh Mẫu Phú Xuân và cũng từ đó miền thi tiểu học vào năm 1960 trong thời gian này là một giúp lễ cho nhà dòng. Vào thời bấy giờ, cha Nguyễn Văn Thuần, sau này là Hồng Y tại La Mã, là bề trên của tiểu chủng viện Phú Xuân đã chọn và dẫn đưa tôi vào chủng viện. Kể cũng nên nhắc lại trong quãng đời vào tu viện, đã cùng với ba má tôi rất nhiều lần tham dự những tổ chức Điền Kinh Quân Khu 1 Bà tôi đã một thời vàng son trong giới lực sĩ. Ông là lực sĩ Điền Kinh và vô địch Việt Nam suốt 7 năm trời. Và cứ mỗi lần ông giật giải vô địch từ vùng, quân khu, rồi đến toàn quốc. Tôi cũng được dịp may đi khắp các vùng đất nước. Khi thì Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Sài Gòn, vân vân vào chủng viện được 3 năm thì cuộc cách mạng 1 tháng 11 năm 1963 bùng nổ. Lúc đó tôi đã được dời về tiểu chủng viện Hoang Thiện, nằm sau trường Thiền Hữu, Providence, Huế. Năm 1965, tôi trở lại xin bề trên về Nha Trang, tiểu chủng viện sau biển, vì ba tôi đã được thuyên chuyển về trường Hạ Sĩ Quan Đồng Đế, Thế rồi, năm tôi học lớp đệ nhị, second, vì lý do sức khỏe, tôi được sinh ra khỏi dòng và tiếp tục học tại trường La San Bá Ninh, Nha Trang. Học xong phần trung học đệ nhị cấp năm 1967, tôi cũng đã chứng kiến cảnh kinh hoàng của Tết Mậu Thân năm 68. Và rồi phần làm trai trong thời chiến tôi đã tình nguyện gia nhập khóa 6 trên 69 sĩ quan trừ bì Thủ Đức. Và từ đó, sau những tháng ngày huấn luyện, liên đội người nhái đã đến quân trường tuyến chọn trong khóa tôi và 6 trên 69, 1 trên 70 và 2 trên 70. Tổng cộng 86 người tình nguyện trắc nghiệm về thể chất để về liên đội người nhái. Sau 4 tuần vừa chạy ở Vũ Đình Trường, vừa bơi lội ở hồ tắm Thủ Đức, thỉnh thoảng lại đưa lên hồ tắm Đô Thành. Và cuối cùng chỉ còn vỏn vẹn 20 sĩ quan về liên đội người nhái. Nói như vậy không có nghĩa là anh em chúng tôi đã là sĩ quan người nhái. Và rồi cuộc đời binh nghiệp đã nối liền với liên đội người nhái ròng rã 6 năm trời, tính đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ngày về trình diện Bộ Tư lệnh Hải quân để lãnh quân trang, quân dụng và trực chỉ về liên đội người nhái, đồn trú tại Hải quân công xưởng, Bộ chỉ huy với một văn phòng nhỏ. Chỉ huy trưởng là Hải quân Thiếu tá Trình Hòa Hiệp và chỉ huy phó là Hải quân Trung úy Hoàng Dân. Được chỉ huy trưởng ban huấn tự và được bổ nhiệm làm sĩ quan trực hành quân Thực sự tôi ngẩn ngơ vì chưa một chút kinh nghiệm nào. Một câu hỏi thật lớn trong đầu tôi. Tại sao chỉ huy trưởng giao cho mình trọng trách đó? Việc gì người khác không làm được, người nhái phải làm được. Rồi anh sẽ biết sau này khi anh thụ huấn khóa người nhái. Nhìn ánh mắt và nụ cười hiền từ của ông như một người cha thương yêu con cái. Tôi khẽ nói, tuân lệnh. Sau vài tháng, vừa trắc nghiệm thể chất, vừa chọn đủ số sĩ quan ra trường từ Thủ Đức, Đồng Đế, Hải quân Nha Trang và được lệnh đi học Anh Văn. Vừa làm sĩ quan trực tại Tạm Trú Hạm hoặc Liên đội Người Nhái. Cũng nên nhắc, tại Tạm Trú Hạm còn rất nhiều sinh viên sĩ quan Hải quân đang cùng học Anh Văn với chúng tôi để chờ du học các khóa OCS sau này. Trong vòng mấy tháng trời trâu dồi sinh ngữ, chúng tôi đã đủ điểm để đi du học khóa người nhái tại Hoa Kỳ. Trong đó có sĩ quan khóa 5 trên 69, 6 trên 69, 1 trên 70, khóa 19 hải quân, 20 hải quân đang chuẩn bị sẵn sàng lên đường thù huấn Thế rồi cuộc đời của tôi đã qua một ngã rẽ khác Liên đội người nhái đang mở khóa tháo gỡ chất nổ người nhái tại các trường quân cụ và trường người nhái tại Cam Ranh. Khóa 4 EOD Đồng thời chuẩn bị mở một khóa hải quân kích siêu khóa 6 người nhái. Tôi đã được chọn về tháo chất nổ và cũng từ đó từ giả bạn bè trên đường sắp học. Họ đã khuyên tôi nên đi du học vì đã lãnh quân phục và hoàn tất hồ sơ giấy tờ. Hơn nữa trong số những anh em, tôi là người mà các bạn vẫn xem là người nhanh nhẹn nhất. Và cũng mở thêm một dấu ngoặc nơi đây để biết rõ thêm về sinh hoạt của liên đội người nhái. Thật sự liên đội gồm có bốn cơ cấu: hải kích, siêu, tháo gỡ chất nổ, iod, trục vớt, xe vịt và trợ kích phòng thủ hải cảng. Mỗi cơ cấu đều được trách nhiệm qua phần thể chất, sau đó được gửi đi thủ huấn của ngành chuyên môn. Riêng tôi đã cùng 29 anh em kể cả sĩ quan, hạ sĩ quan và đoàn viên tại trường quân cụ để học miền bảy đạn dược trên mặt đất. Và sau khi tốt nghiệp lại được gửi đến quân trường người nhái tại Cam Ranh để hoàn tất tháo gỡ, chống đặc công và mìn bẫy ở dưới nước liên đội người nhảy như một thân cây trong đó có bốn nhánh để đúc kết những công tác đặc biệt khi học trong những ngành chuyên môn của mình về trục vớt họ có những công tác không kém gì hải kích tháo gỡ khi một chiến hạm hay thương thuyền bị chìm bởi thủy lôi của địch vì thủy đạo là đường mạch chính cho sự lưu thông nên phải được trục vớt nếu trên chiến hạm còn những đạn dược nguy hiểm thì phải phối hợp với tháo gỡ chất nổ cùng công tác với nhau như một lần chiếc hải quân 327 chìm tại Mỹ Tho mà đã làm cho bộ tư lệnh hải quân lên cơn sốt. Và tôi lúc đó làm trưởng toán bảy các lái, phối hợp với toán trục vớt đã hoàn tất nhiệm vụ. Cũng có lần công tác tại Hội An, IOD và Siêu hợp tác yểm trợ cho nhau. Hoàng Đình Tiến cùng khóa sĩ quan với tôi đang trưởng toán Hội An, cùng tôi trưởng toán Đà Nẵng. Hợp lực với nhau đem gần 200 thỏi Bangalore phá hủy mạch đạo để đủ độ sâu cho các gian đỉnh của ta trong công tác hành quân diệt địch. Lần đó tôi đã bị đặt công việc cộng gài mìn tại làng kế cần căn cứ hải quân Hội An. Đó cũng là công tác đặc biệt và thoát chết tháng ngày trôi qua, ra trường quân cụ với thứ hạng 1 trên 29. Sau đó được gửi đi thụ huấn khóa 4 người nhái EOD, Explosive Ordnance Disposal, tại Cam Ranh cùng với khóa 6 người nhái hải quân. Ngày đầu tiên đến quân trường, phải nói là hải hùng khi nhìn hai câu đối viết tắt tại cổng. Người khác không làm được người nhái phải làm được một lần đến đây vinh dự suốt đời đó là một sự hào hùng mà tất cả anh em khi ra trường mang theo suốt cuộc hành trình chiến đấu và tôi cũng đoán chắc rằng trong những tháng ngày còn lại của cuộc đời nơi quốc nội cũng như trên những vùng đất tạm dung trên toàn thế giới sau những tháng ngày thù huấn tôi nhận xét chưa một quân trường nào có đường lối huấn luyện như người nhái Vì họ được đào tạo bao gồm các bộ môn đặc biệt Các kỹ thuật bén nhạy của các quân binh chủng Như nhảy dù, biệt đồng quân và thủy quân lục chiến, vân vân Đã được huấn luyện những sự cam khổ chịu đựng tháo vát và mưu sinh thoát hiểm Kể cả những đắng cây mà huấn luyện viên Trương Phùng Bá, Diệp Thái Hòa, Lê Văn Chí vì nhiệm vụ đã cho các khóa sinh nếm mùi khổ nhọc, tập chịu đựng, nhẫn nại để đi đến thành công. Sau này tuôn đổ ra công tác khắp năm vùng duyên hải. Ngày ra trường cũng lại đến 1 trên 28 dẫn đầu lớp học. Khóa tôi ra trường võng vẹn 4 sĩ quan, 5 hạ sĩ quan và 19 đoàn viên mà giờ đây đếm trên đầu ngón tay chỉ liên lạc được Trần Ngọc Tánh. Nguyễn Văn Bá. Niềm vui của bốn anh em sĩ quan chúng tôi đã được thăng cấp thiếu úy khi còn trong quân trường và đã được Hải quân đại tá Trịnh Quang Xuân, Tư lệnh vùng 2 duyên hải, gắn cấp bậc khi ra trường. Một chuyện buồn vui trong đời quân ngũ. Trong ngày mãn khóa chọn toán để phục vụ, tôi đã chọn sĩ quan liên toán trưởng vùng 2 được đặt tại Cam Ranh. Nhưng sau khi nghỉ phép một tuần trở về trình diện liên đội để nhận sư vụ lệnh, thì không phải là vùng 2 mà là vùng 1 duyên hải tại Đà Nẵng. Chỉ huy trưởng còn ân cần nhắc nhở là em cứ ra ngoài đó đi. Chỉ huy trưởng sẽ thuyên chuyển em về như ý muốn một ngày rất gần. Phải đến mùa hè đỏ lửa khi căn cứ hải quân cửa Việt thất thủ tôi mới được triệu về trưởng toán bảy cắt lái. Sau đây là quá trình hoạt động trong 5 năm tròn phục vụ tại liên đội người nhái. Liên đội đã được đổi thành liên đoàn người nhái khi về đến cắt lái. Mà những công tác sau đây đã để lại trong đời binh nghiệp của tôi, đã in hằng trong tâm trí tôi không bao giờ quên được. Ngoài những công tác EOD là lặng thám sát hàng đêm những chiến hạm hoặc thương thuyền ngoại quốc cũng như quốc nội. Chúng tôi còn có nhiệm vụ phối hợp hành quân của các căn cứ hải quân, đồng thời trực tiếp nhận lệnh trách nhiệm với các đơn vị bạn, mặc vi, trong những công tác hành quân diệt địch, chống đặc công Việt Cộng. Chúng tôi còn có những công tác đặc biệt khác như phá hủy các công sự của địch, đặt các hệ thống phòng thủ của mình cũng như những đơn vị Hoa Kỳ trên các địa đạo hoặc cao điểm mà chúng ta nghi ngờ có địch. Vớt xác của chuẩn tướng Phan Đình Soạn và đại tá Ngô Hán Đồng tại vùng 1 Vào tháng 2, sóng gió vẫn còn trong mùa biển động tại Đà Nẵng, trong một chuyến công tác hợp báo với đề thất hạm đội. Chuẩn tướng Soạn, chỉ huy trưởng pháo binh và đại tá Đồng đã cùng những người tùy tùng báo chí đã bị tử nạn khi chiếc trực thăng chở họ do một thiếu tá phi công Mỹ. Cánh quạt đập vào đài chỉ huy và rớt ngay trên biển. Sau 27 ngày tìm kiếm của gian đoàn trục vớt Mỹ nhưng không tìm được. Tư lệnh Hải quân vùng 1 Duyên Hải, lúc đó là Hải quân Đại tá Hồ Văn Kỳ Thoại, đã gọi toán tôi trình diện và ra chỉ thị cho tôi bằng mọi cách để tìm kiếm chiếc trực thăng mà trong đó còn ba người mất tích nảy ra một ý kiến trong đầu tôi liền xin tư lệnh cho một đặc ân là nếu chúng tôi có thể tìm được thì xin cho những ghe đánh cá hợp tác với chúng tôi trong công tác tìm kiếm được đánh cá ba ngày trong vùng cấm để trả ơn cho họ thế rồi tôi tìm được ba chiếc giả cào và ra đến mục tiêu nghi ngờ chiếc trực thăng lâm nạn. Sau nửa ngày tìm kiếm, lưới cả ba chiếc ghe chạm phải mục tiêu ngầm ở dưới đáy biển, chúng tôi đã lặng thám. Đây rồi, chúng tôi đã tìm ra cánh cửa mang số 1, quân đoàn 1, và nghĩ rằng thân của trực thăng không xa vị trí đó. Sau đó chúng tôi đã tìm thấy Bộ Tư lệnh đã thông báo cho chiếc tàu trục vớt Mỹ với trang bị dụng cụ tối tân, hy vọng họ sẽ vớt một cách dễ dàng. Thực sự người Mỹ họ muốn đảm nhiệm công tác đó vì thiếu tá phi công Mỹ bị kẹt lại trong trực thăng. Sau 4 ngày, họ lại đánh mất vị trí. Vì thời tiết lúc đó sóng gió nhiều và biển động một lần nữa tư lệnh hải quân lại cho toán tôi trình diện. Nhưng lần này tôi xin được đích thân trục vớt chiếc trực thăng lên. Hai hôm sau, kể ra tròn 34 ngày chìm sâu dưới lòng đại dương. Toán của tôi phối hợp với một số anh em thuộc sở phòng về Duyên Hải. Đồng thời được trung úy Trần Cao Xạ từ liên đội người nhái ra chúng tôi đã xin quân vận cho chúng tôi một cần trục 20 tấn. Và sau đó trong hai ngày công tác, tìm thấy và vớt chiếc trực thăng về ngay trước bộ tư lệnh Hải quân vùng 1 Duyên Hải. Lúc bấy giờ, báo chí đăng những nguồn tin sai lạc, nhưng tôi không muốn đến chính. Công tác này tôi đã được tưởng thưởng cấp sư đoàn và không vụ bồi tin danh dự một chuyến công tác khác, chúng tôi cũng vớt một chiếc trực thăng lâm nạn dưới đèo Hải Vân và vì phi công đó đã gặp gỡ nhau tại thành phố Savannah, Georgia. Tháo gỡ chất nổ, người nhái phải nói là nuôi ba năm làm một giờ. Ai đã từng phục vụ tại duyên đoàn 11, căn cứ hải quân cửa Việt chắc cũng biết đến toán của chúng tôi, công tác gỡ mìn chống đập công việc cộng như ăn cơm bữa. Luôn luôn đặt trong tình trạng báo động mọi ngày và phải làm an toàn hoặc tháo gỡ mìn hàng ngày. Tôi còn nhớ trong một lần công tác, tôi và toán cố vấn Mỹ đã bắt được một tên Việt cộng và hạ sát hai tên nữa trong khi đem mìn HAT2 thả ở giữa dòng sông cửa Việt. HAT2 là một loại mìn nặng 300 pound và được điều chỉnh nổ bởi hai vị thế. Kích nổ theo sức ép của tàu hoặc thương thuyền đi qua nó và tự phá hủy nếu không đủ độ sâu. Trong đêm tối, sau khi điều tra tên bị bắt, chúng tôi đã lặng suốt đêm trên dòng sông cửa Việt. Thủy đạo nối liền ra biển Thái Bình Dương, bên kia là làng Do Linh. Sau 5 tiếng đồng hồ, chúng tôi tạm ngưng vì trời đã hừng đông. Đang uống cà phê tại toán, một tiếng nổ kinh hoàng làm lung lay cả căn cứ. Trái mìn đã nổ vì thủy triều đang xuống và tự phá hủy. Thoát chết. Wow! Và rồi mùa hè đỏ lửa lại đến. Sau khi căn cứ cử việc nhận được lệnh rút lui, tôi được thuyên chuyển về trưởng toán bảy cắt lái nằm ngay bên cạnh biệt đội tháo gỡ và bộ chỉ huy liên đội người nhái. Nơi đây tôi đã có những công tác và cho đến giờ này, trong giấc ngủ thỉnh thoảng lại hiền về. Một lần lãnh nhận công tác lặng tại cầu Tân Cảng, Tám chiếc thiết giáp M48 trong chương trình Việt Nam hóa chiến tranh một đổi một. Lúc tất cả những người lính đồng minh trở về quê hương họ Tám chiếc thiết giáp đó đang trên một pontoon thì bị sóng gió đánh chìm xuống đáy dòng sông ngay tại cầu Tân Cảng. Thật đầu chúng tôi tưởng tượng sẽ đụng đầu vào thiết giáp, nhưng không. Sau khi lặn thám sát, tất cả đều chìm trong bùn non. Thật sự phải vất vả lắm mới thấy. Và cứ mỗi buổi sáng trước khi thám sát, dùng vòi rồng cứu hỏa mang xuống tận đáy, hai anh em trong toán phải giữ ống và cho xả nước, sau đó mới tìm thấy. Chúng tôi phải xin một chiếc M48 khác để trên bờ, học hỏi. Phải dùng dây cáp loại nào, chiều sức nặng bao nhiêu, móc ở chỗ nào, cần trục phải cần bao nhiêu tấn. Bao nhiêu câu hỏi, vậy rồi 10 ngày sau công tác đã hoàn tất đúng là người khác không làm được người nhái phải làm được một dạo khác đặt công thủy gài mìn tại căn cứ hải quân cát lái nơi câu lạc bộ thủy cung đã phát một tiếng nổ khủng khiếp cũng may là khóa sinh người nhái đã được gửi đi thù huấn sớm hơn hai tuần lần đó phải nói là thật sự va chạm với tử thần toán tôi gồm có nguyễn huệ thảo Nguyễn Viết Tế, Trần Văn Định và Phạm Minh Trang đã thâu hồi được bốn trái mìn còn lại và vô hiệu hóa năm ngòi nổ chậm bằng hóa học mà việc Cộng đã cố gắng cho nổ vào đúng 7 giờ 30 sáng trong lúc chào cờ của đơn vị. Nhưng không may cho tôi đã bị một ngòi phát nổ khi Phó Đề Đốc Đặng Cao Thăng tư lệnh lực lượng 214 xuống thanh tra vụ nổ Tư lệnh đã đến sau câu lạc bộ thủy cung, nơi đó còn có kho đạn của tiền doanh yểm trợ. Cũng nơi đó tôi cũng tìm thấy hai quả mìn và vô hiệu hóa ngòi nổ đã để lại dưới bao cát. Khi Tư lệnh đến gần, tôi vội lấy cái xô đựng nước đầy lại ngòi nổ trước mặt ông, nhưng không ngờ đã đến giờ kích hỏa. Tay chân và mặt tôi đầy máu. Không suy nghĩ tôi liền chạy thẳng tới bệnh xá và được đưa về bộ tư lệnh hải quân giữa đường ngay trên cầu tân cảng xe jeep bị trở ngại đành phải đón honda ôm về bệnh viện đến tận cổng quân cảnh không cho vào oái oăm thay nhưng sau đó khi trình bày họ đã đem tôi vào phòng cấp cứu và sau đó tôi được huy chương cao quý chiến thương bồi tinh Cùng thời gian đó, khóa của tôi, một người bạn đã ra đi. Cũng chính loại mìn đó, việc cộng đã gài tại bồn dầu các lỡ. Hà sĩ nhất Nguyễn Hoàng Sơn tử thương trong khi thi hành công tác. Thế rồi, đầu năm 1974, tôi đã mất thêm một thằng bạn thân thương, nhập ngũ cùng ngày, học cùng trường. Hải quân Trung úy Lê Văn Đơn tử trần tại Hoàng Sa. Tôi cũng được tháp tùng đem thi hài bạn hiền về mai táng tại xóm dừa Nha Trang. Một công tác khác khi còn ở toán Cam Ranh, đi lặn sát của viên phi công A-37 tử nạn tại Phan Rang. Chiếc A-37 đã nổ tung trên san hô ở bờ biển Cà Ná, Phan Rang. Một lần khác, công tác cho biết F4E tử nạn tại Hồ Xuân Hương, Đà Lạt. Và rồi năm 1975, trưởng toán tại Quy Nhơn, ngày tới nhận đơn vị và trình diện chỉ huy trưởng căn cứ hải quân Quy Nhơn, hải quân trung tá Võ Hữu Danh, hai chiếc thương thuyền Nhật Lệ và Trường Sơn của Hỏa Sa Việt Nam đã bị Việt Cộng đánh chìm ngay tại cầu Tân Cảng vậy là công tác trục vớt bất đắc dĩ lại đến với tôi sau một tuần lễ cũng vào dịp này hải quân đại úy trần cao xạ lại được chỉ thị cùng với toán tôi trục vớt hai chiếc kể trên hình như tôi và anh xạ cùng có những kỷ niệm buồn vui để rồi bao nhiêu năm trời xa cách lại được gặp anh chị tại florida và chúng tôi đã ôn lại những kỷ niệm của những ngày công tác bên nhau. Chiếc nhật lệ đã được vớt lên. Hải quân trung tá Lê Văn Thi Hàm trưởng và trên đường kéo chiếc nhật lệ về Sài Gòn cũng là thời điểm đau thương của đất nước, cuộc di tản từ miền Trung về. Tôi và anh em trong toán đã rời khỏi căn cứ Hải quân Quy Nhơn vào lúc 23 giờ thứ hai ngày 31 tháng 3 năm 1975. Khi về trình diện, liên đội người nhái lại được biệt đội thuyên chuyển về làm trưởng toán vũng tàu, cắt lỡ. Sau 18 ngày quê hương mình trong khói lửa, đã mất vào tay giặc thù. Tôi cùng anh em đã rút khỏi cắt lỡ khi nghe tin Đại tướng Dương Văn Minh ra lệnh buông súng và trực chỉ Singapore để rồi sau bao nhiêu năm qua người anh cả của chúng tôi hải quân trung tá trịnh hòa hiệp đã ra đi trên mảnh đất tạm dung này xin được kính cẩn nghiêng mình chào vị chỉ huy trưởng đáng kính và đây cũng vài dòng tâm sự cảm thông cho một người đã từng phục vụ đã từng đem trọn đời trai trẻ hy sinh cho lý tưởng tự do đã từng nếm mùi cay đắng trong đường binh nghiệp Thật sự viết lách không phải là nghiệp của mình nên đôi khi viết rồi lại bỏ. Nhưng vì tháng 5 năm 2007, hội ái hữu cựu sĩ quan hải quân các khóa lưu đày và thân hữu được tổ chức tại Houston, Texas như một nén hương lòng cho tất cả những người bạn thân thương thuộc liên đội người nhái và sĩ quan hải quân các khóa lưu đày đã nằm xuống vĩnh viễn trên quê hương dấu yêu cũng như tại hải ngoại. Kính chào trong ước ngàn Cựu Hải quân Trung úy người nhái Trần Xuân Tinh